Xin mến chào tất cả các bạn và chào đón các bạn trở lại với khóa học văn phạm tiếng Anh bài 9B. Đây là phần kế tiếp của phần thứ nhất khi chúng ta học về past simple thì quá khứ đơn. Sở dĩ có bài 9B này là bởi vì mình nhận thấy có nhiều bạn lầm lẫn giữa hai thì past simple và present perfect simple, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành đơn. Hy vọng với bài này các bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ ràng hơn và không còn nhầm lẫn trong khi sử dụng tiếng Anh hai thì này nữa các bạn nhé. Trong bài này thì chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất, mình sẽ trình bày hai cách phân biệt hai thì này. Sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập cho vững. Và thứ ba là mình có phần tăng tốc để tập phản xạ nhanh cho các bạn. Và cuối cùng thì mình xin được gửi đến các bạn một số cái bảng động từ bất quy tắc để chúng ta học cho vững, cho thuộc verb 2 và verb 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách học thứ nhất. Chúng ta cảm ơn cái trang web 7esl.com. Họ cung cấp cho chúng ta cái bảng so sánh này. Đây là cách học dành cho những bạn nào thích nhớ nhiều chi tiết. Đây là cách học thông thường mà các giáo trình cũng như là nhiều thầy cô dạy cho các bạn. Đơn giản là liệt kê ra những điểm khác nhau cụ thể để các bạn học thuộc và đem ra áp dụng. Vậy thì chúng ta đi vào trường hợp thứ nhất, sự khác biệt thứ nhất giữa past simple và present perfect simple. Bên past simple thì nó có cái thời gian đã hoàn thành rồi. Tức là cái sự việc nó xảy ra ở trong một quãng thời gian đã hoàn thành rồi. Ví dụ, we lived in Japan from 1995 to 1998. Xin các bạn bỏ giúp cái chữ in này, họ ghi dư một chữ giới từ ở đây các bạn nha. Chúng tôi đã sống ở Nhật Bản từ năm 1995 đến 1998. Các bạn thấy cái khoảng thời gian từ 1995 đến 1998 nó đã qua rồi, nó đã hoàn thành rồi, xong rồi. Chính vì thế dùng past simple. Còn bên đây, đối với thì present perfect simple thì thời gian không có hoàn thành, chưa hoàn thành. Ví dụ, I have worked as a teacher since 2011. Tôi đã làm việc như là một giáo viên từ năm 2011. Tức là tôi đã làm công việc dạy học như là thầy cô giáo đó từ năm 2011. Nghĩa rằng, từ năm 2011 đến bây giờ, tôi vẫn còn đang dạy học. Cái khoảng thời gian dạy học của tôi, nghề thầy giáo, cô giáo của tôi vẫn còn tiếp diễn. Nó chưa có qua. Thời gian đó chưa qua. Trường hợp thứ hai, past simple thì thời gian là xác định, rõ ràng. Chẳng hạn như câu I saw the Eiffel Tower in 2007. Tôi đã thấy tháp Eiffel năm 2007. Tháp Eiffel là cái tháp nổi tiếng ở Paris, bên Pháp đó các bạn. Vậy thì các bạn thấy thời gian xác định ở đây là vào năm 2007. Đấy, thời gian rất là rõ ràng, xác định. Còn bên này là thì lại không xác định rõ thời gian. Chẳng hạn, I have seen the Eiffel Tower. Tôi đã nhìn thấy tháp Eiffel. Nhìn thấy lúc nào? Hồi trước. Nhưng mà không nói cụ thể thời điểm là lúc nào,
giống như bên này thì là năm 2007, bên này không có nói đến thời gian, mặc dù chuyện này đã nằm ở trong quá khứ rồi, nhưng không có thời gian xác định. Vậy thì ta dùng được thì present perfect simple. Trường hợp thứ ba, series of finished actions, một cái series, một chuỗi các hành động đã hoàn tất rồi. Chẳng hạn, he read book and then he watched movie. Anh ta đọc sách và rồi anh ta xem phim. Tức là việc đọc sách nó xảy ra sau đó đến việc xem phim. Hai hành động tạo thành một cái chuỗi hành động đã hoàn thành rồi, finished, trong quá khứ rồi, hoàn thành rồi. Còn ở bên đây thì nó nói về kinh nghiệm. Ví dụ, have you seen this movie? Bạn đã xem phim này chưa? Hỏi về kinh nghiệm sống. Trường hợp thứ tư, bên past simple, repeated actions, những hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ, he went to the cinema every weekend last year. Anh ấy đi cine, đi đến rạp cine đó, every weekend, mỗi cuối tuần năm ngoái. Năm ngoái cứ mỗi cuối tuần thì anh ta đi xem cine, đi xem phim. Vậy thì đây là hành động lặp đi lặp lại ở trong quá khứ, thì ta dùng quá khứ đơn. Thì present perfect simple nó nói về kết quả. Ví dụ, she have already watched this movie 3 times. Cô ấy đã xem rồi bộ phim này 3 lần. Đã xem được 3 lần bộ phim này rồi. Vậy là kết quả là được 3 lần rồi. Các bạn có thể dừng màn hình lại ở đây nếu các bạn muốn xem cho kỹ một lần nữa nha. Bây giờ chúng ta đi qua cách học thứ hai, là cách học mà mình vẫn gọi là hệ thống, hoặc là cho những người ít nhớ các chi tiết như bản thân của mình vậy. Các bạn học về nền tảng, đứng ở trên nền tảng đó các bạn suy luận ra các trường hợp cụ thể. Và hy vọng rằng những bạn nào có đầu óc thích suy luận thì các bạn có thể thấy cách này là thích hợp. Các bạn thấy bên phải là thì present perfect simple, hiện tại hoàn thành đơn giản. Hy vọng khi các bạn nhìn thấy cái biểu đồ mình vẽ cho các bạn đây thì các bạn nhớ lại bài học mình đã học khá kỹ với nhau và làm nhiều bài về thế này rồi ha. Mình nhắc lại nhanh với nhau một chút, thì hiện tại hoàn thành đơn giản thì cơ bản có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là nêu ra thời gian, trong đó có chữ for và since. For đi với một quãng thời gian, ví dụ như 5 năm, còn since thì đi với một thời điểm, một mốc thời gian, ví dụ 2015. Còn trường hợp thứ hai thì nói về hành động ở trong quá khứ, xảy ra trong quá khứ rồi và kết thúc ở trong quá khứ, nhưng không có nêu rõ thời điểm kết thúc lúc nào, thời gian không có xác định, chỉ nói về cái sự việc là nó đã xảy ra thôi, còn nó xảy ra lúc nào thì không nói tới. Vậy thì trường hợp thứ nhất trên này bắt đầu từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và gắn với một mốc hoặc một quãng thời gian có chữ for và chữ since. Dưới này thì xảy ra trong quá khứ, kết thúc trong quá khứ rồi nhưng không có nói đến thời gian thì mình vẫn dùng thì hiện tại hoàn thành đơn giản được. Đấy, hy vọng các bạn đã nhớ lại bài học cũ của chúng ta. Còn ở bên đây thì past simple, quá khứ đơn giản, thì mình tổng kết lại cho các bạn là một điểm thôi, là nó diễn tả những cái sự việc, những hành động thuộc hoàn toàn về quá khứ và không còn liên hệ đến hiện tại, không còn cái ảnh hưởng đến hiện tại.
Bây giờ mình lấy với nhau hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là trường hợp số 1 ở đây có chữ for. Bạn thấy thì present perfect dùng chữ for thì quá khứ simple cũng dùng chữ for được luôn. Và đây là cái điểm nhiều người thấy lẫn lộn. Nhưng xin các bạn phân biệt thế này. Câu thứ nhất, I lived in Vietnam for 2 years. Tôi đã sống ở Việt Nam trong vòng 2 năm. Có nghĩa là bây giờ tôi không còn sống ở Việt Nam nữa. Trong khi đó thì câu bên này nó chỉ khác về cái thì thôi. Tất cả các thông tin khác giống y như nhau. I have lived in Vietnam for 2 years. Các bạn thấy trường hợp thứ nhất của thì present perfect simple ở đây. Số 1 nè. Bắt đầu trong quá khứ, tôi đã sống ở Việt Nam, bắt đầu trong quá khứ, kéo dài cho tới thời điểm hiện tại, được 2 năm. Tức là bây giờ tôi vẫn còn đang sống ở Việt Nam. Cái việc sống ở Việt Nam nó vẫn ảnh hưởng đến hiện tại của tôi. Nó vẫn liên hệ đến hiện tại của tôi. Ở đây, thấy không? Đó. Thông tin giống nhau, khác thì nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cái này hoàn toàn thuộc về quá khứ. Bây giờ tôi sống ở chỗ khác rồi. Bên này, tôi đã sống được ở Việt Nam 2 năm. Bây giờ vẫn còn đang sống ở Việt Nam. Hoặc là câu thứ hai. I studied English. Tôi đã học tiếng Anh. Bên này, I have studied English. Tôi đã học tiếng Anh. Dịch y như nhau, nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Bên thì past simple, tôi đã học tiếng Anh, nhưng bây giờ thì tôi tiếng Anh đó nó không có còn liên hệ đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Bây giờ tôi không học nó nữa và tôi cũng không nhớ tiếng Anh nữa. Tôi biết mình đã học tiếng Anh đấy, nhưng mà tiếng Anh đó nó không có còn liên hệ đến hiện tại của tôi nữa. Ha, nó xong hết rồi. Phân biệt với bên này, trường hợp present perfect simple diễn tả một hành động ở trong quá khứ, kết thúc ở trong quá khứ giống như bên này. Bây giờ tôi không có học tiếng Anh nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ tiếng Anh. Tôi vẫn còn biết cách sử dụng tiếng Anh. Tức là nó còn liên hệ đến hiện tại. Bên này không còn liên hệ đến hiện tại. Bên này nó xảy ra và kết thúc ở quá khứ rồi. Nhưng cái âm hưởng và tác động của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. Cho nên nó mới gọi là thì hiện tại. Bạn thấy không? Bên này là thì quá khứ nè. Bên này thì hiện tại nè. Đó. Một chuyện xảy ra ở quá khứ rồi theo cách dùng thứ hai của thì hiện tại hoàn thành. Mặc dù việc học tiếng Anh đã xảy ra ở quá khứ và kết thúc ở quá khứ, tôi không còn học tiếng Anh nữa, nhưng cái ảnh hưởng của tiếng Anh nó vẫn còn ở trên tôi. Tôi vẫn có thể sử dụng tiếng Anh được một phần nào đó chẳng hạn. Nó còn yếu tố hiện tại. Bên này yếu tố hiện tại không còn mà tất cả biến thành quá khứ rồi, cho nên việc học tiếng Anh của tôi là hoàn toàn quá khứ. Nó không còn liên hệ đến hiện tại nữa, không còn tác động đến hiện tại nữa. Đây là cách học thứ hai. Nếu bạn nào muốn dừng màn hình lại để xem cho nó kỹ một lần nữa thì xin mời các bạn ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc thực hành một số bài tập để cho vững hai thì này các bạn nhé. Exercise 1. Conjugate with the verb in parentheses. Bài tập thứ nhất. Hãy chia với động từ ở trong ngoặc.
Bây giờ chúng ta đang học về hai thì này. Bây giờ bạn hãy xác định xem câu nào dùng thì nào cho thích hợp. Các bạn nhớ xem những cái dấu chỉ về thời gian các bạn nhé. Những dấu chỉ thời gian sẽ giúp cho chúng ta xác định thì rất nhanh và chính xác. Bây giờ các bạn thử làm trong vòng 30 giây hai câu này. Xin mời các bạn. Rồi, chúng ta cùng sửa với nhau. Câu thứ nhất, I not eat lunch for 5 months. Tôi không ăn bữa trưa đã được 5 tháng rồi. Vậy thì bạn thấy ngay ở đây chữ for cộng với một quãng thời gian thì mình nhớ đến thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Và chúng ta có câu trả lời. I haven't eaten lunch for 5 months. Có thể bạn muốn hỏi rằng ở đây có chữ for cộng với một quãng thời gian như vậy, mình có thể sử dụng thì simple past quá khứ đơn được không? Được, nếu bạn muốn nói rằng chuyện này nó xảy ra và nó kết thúc rồi, nó không còn liên hệ đến hiện tại nữa, thì bạn có thể dùng I didn't eat lunch for 5 months. Nhưng mà tốt hơn nữa là các bạn nên có một cái từ về thời gian xác định ở đây. Chẳng hạn như tôi đã không có ăn bữa trưa trong vòng 5 tháng 10 năm trước chẳng hạn. Thì bạn thấy cái 10 năm trước đó nó cho chúng ta cái thời điểm xác định ở trong quá khứ. À, rằng chuyện này nó không còn liên hệ đến hiện tại nữa, nó xong rồi. Bây giờ thì tôi ăn bữa trưa rồi. À, còn cái câu đáp án mà chúng ta mới viết với nhau ở trên bảng đây đó, dùng thì hiện tại hoàn thành đơn giản đó, thì nó vẫn còn liên hệ đến hiện tại. Bởi vì thế cho nên động từ của nó have là động từ ở dạng hiện tại. À, have hiện tại. Nó còn liên hệ đến hiện tại, nghĩa là 5 tháng nay tôi không có ăn bữa trưa. Đấy, và bây giờ tôi cũng vẫn không có ăn bữa trưa. À. Câu số 2. He become a millionaire 31 years ago. Anh ta trở thành một triệu phú 31 năm về trước. Bạn thấy ngay chữ ago thì mình chỉ có một cách là chia thì simple past. Vậy thì lấy verb 2 của become là became và ta có câu trả lời. He became a millionaire 31 years ago. Bây giờ các bạn làm tiếp hai câu nữa cho quen các bạn nha. Rồi xin mời các bạn 30 giây. Bây giờ chúng ta cùng làm với nhau. Câu số 3. She stopped working there yesterday. Bạn thấy ngay chữ yesterday là ngày hôm qua. Vậy thì mình biết yesterday là quá khứ, nó qua rồi. Cho nên mình dùng thì simple past ngay lập tức. Cô ấy ngừng làm việc ở đó ngày hôm qua. Vậy thì câu trả lời là She stopped
working there yesterday. Câu thứ tư. Bạn thấy mình cố tình để cho các bạn hai cái thông tin giống y chang như nhau và nó chỉ khác nhau một chữ thôi là since. À, chỉ có chữ này khác thôi và nó thay đổi toàn bộ cái thì lên. Tại sao vậy? Cô ấy đã ngừng làm việc ở đó kể từ ngày hôm qua. Since yesterday. Kể từ ngày hôm qua. Tức là đến bây giờ cô ấy vẫn đang ngừng làm việc. À, cái việc ngừng làm việc của cô ấy nó diễn ra từ ngày hôm qua đến hôm nay. À, nó liên hệ đến hiện tại. Vậy thì mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn giản ở đây. She has stopped working there since yesterday. Bây giờ mà các bạn làm tiếp hai câu nữa trong vòng 30 giây. Chúng ta cùng sửa với nhau. Câu số 5. Phong be an engineer for 5 years. He works in a restaurant now. Phong là một kỹ sư trong 5 năm. Anh ấy làm việc ở một nhà hàng bây giờ. Bạn thấy ngay cái câu sau này chính là cái câu cho ngữ cảnh của câu trước. À, bây giờ anh ta làm việc ở một nhà hàng. Có nghĩa là anh ta không còn làm việc như là một kỹ sư nữa. Vậy thì cái chuyện trong 5 năm này là chuyện hoàn toàn quá khứ. À, có chữ for ở đây. Vậy thì ta dùng thì simple past. Và câu trả lời là rất dễ. Phong was, verb 2 của be, cho ngôi thứ ba số ít. Phong was an engineer for 5 years. He works in a restaurant now. Rồi, câu số 6. She started working here lately. Bạn thấy ngay cái chữ lately là gần đây, một quãng thời gian quá khứ, nhưng nó không có xác định rõ ràng. Gần đây là một khoảng thời gian chung chung và nó có cái màu sắc liên hệ đến hiện tại. À, lately chính là cái từ gợi ý cho thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì thưa các bạn, chúng ta thấy đây là câu hỏi. Vậy thì chúng ta phải đảo ngữ ở đây. Và câu trả lời là has she started working here lately? Chúng ta đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ she. À, has she started working here lately? Cô ấy bắt đầu làm việc ở đây gần đây phải không? Các bạn thấy cái chữ mượn has này, một lần nữa mình nhắc lại là nó không cần dịch. Chỉ cần dịch nghĩa ở động từ là được rồi. Bây giờ chúng ta đi qua bài thực tập số 2, exercise 2. Correct mistakes in these sentences. Hãy sửa lại các lỗi ở trong những câu dưới đây. Các bạn hãy xem hai câu này và trong vòng 30 giây các bạn hãy tìm tất cả những cái lỗi về văn phạm và các bạn sửa lại. Rồi xin mời các bạn.
Chúng ta bây giờ sửa với nhau. Câu thứ nhất. She has given the beggar $2 last week. Ý là cô ấy đã cho người ăn xin $2 tuần trước. Bạn thấy ngay lập tức chữ $2, chữ đô la này thiếu chữ S. 2 là số nhiều, cho nên dollar phải thêm S vào $2. Và đây chữ last week. Chữ last đi với một cái thời điểm, một cái chữ về thời gian. Thì bạn biết đây là thì quá khứ đơn. Vậy thì chúng ta phải sửa lại has given thành verb 2 của give là gave, quá khứ đơn. Vậy là sai thì là 1 này, và sai về danh từ số ít số nhiều ở đây. Vậy câu trả lời của chúng ta sửa lại là She gave the beggar $2 last week. Cô ấy đã cho người hành khất $2 tuần trước. Câu số 2. Our colleague quit smoking since 2018. Đồng nghiệp của chúng tôi đã bỏ hút thuốc từ 2018. Vậy bạn thấy ngay chữ since ở đây cộng với một thời điểm quá khứ thì bạn biết đây là thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Vậy chúng ta có câu trả lời là chúng ta phải sửa lại cái thì ở đây. Thì này chỉ là mới là quá khứ thôi, verb 2 thôi. Phải là thì hiện tại hoàn thành mới đúng. Our colleague has quit smoking since 2018. Cái verb 2 và verb 3 của động từ quit nó giống nhau các bạn nha. Bây giờ câu 3 và câu 4 các bạn cũng làm như thế. Các bạn có 30 giây, mời các bạn. Chúng ta cùng sửa với nhau. Câu thứ 3. My son was sick since last Monday. Con trai của tôi bị ốm kể từ thứ hai tuần trước. Các bạn thấy chữ last ở đây thì một số bạn vội nghĩ đến thì quá khứ đơn. Tại vì last cộng với một cái thời điểm. Giống như chúng ta mới nói với nhau lúc nãy. Nhưng mà thưa các bạn, mình cố tình cho vào đây chữ since. Since là kể từ thứ hai tuần trước. Vậy thì nó lại biến đổi thì qua hiện tại hoàn thành ở đây. Vì chữ since này, đây là một thời điểm quá khứ, last Monday, thứ hai tuần trước. Nhưng mà vì cái chữ since này kể từ thứ hai tuần trước, cho nên thì của nó phải trở thành thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Vậy thì quá khứ ở đây là không đúng, phải sửa lại thì, và câu trả lời là My son has been sick since last Monday. Câu thứ tư. John has worked in Dublin last August. John đã làm việc ở Dublin, tức là thủ đô của Ireland đó các bạn. Tháng 8 năm ngoái. Tháng 8 trước. Vậy thì các bạn thấy tháng 8 năm ngoái là một thời điểm rõ ràng ở trong quá khứ, cho nên ta phải dùng thì quá khứ đơn. Vậy thì chúng ta phải sửa lại thì ở đây. Thì ở đây là thì hiện tại hoàn thành. Không đúng. John worked in Dublin last August. Các bạn thấy không? Last Monday, last August. Nhưng nó khác nhau cái chữ này này. Chữ since này. Là nó khác với nhau về cả một vấn đề lớn là thì.
Câu 5 và câu 6 các bạn cũng có 30 giây, mời các bạn. Chúng ta cùng dự với nhau. Câu số 5. Her dad was very kind to me. He is deceased. Cha của cô ấy thì rất tốt đối với tôi, rất tốt bụng đó. Ông ấy đã qua đời. Deceased là qua đời. Thưa các bạn thấy cái câu thứ hai là he is deceased là cái câu nói về ngữ cảnh của ông ấy, là ngày xưa đó ông ấy khi còn sống đã rất tốt với tôi, bây giờ thì ông ấy đã qua đời rồi. Vậy thì câu này hoàn toàn không có một lỗi gì cả, về thì không có lỗi gì cả, và các dạng động từ cũng chính xác luôn. Vậy thì câu này không có lỗi. Câu số 6. Paul has felt scared when the power went out during the thunderstorm last night. Anh Paul đã cảm thấy sợ hãi khi điện bị tắt trong lúc sấm chớp đêm hôm qua. Bạn thấy ngay, last night là thời điểm ở trong quá khứ, thời điểm rõ ràng ở trong quá khứ. Cho nên mình phải sửa thì này lại thành thì quá khứ đơn. Và câu sửa của chúng ta là Paul felt scared when the power went out during the thunderstorm last night. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần luyện tăng tốc để giúp các bạn phát triển khả năng phản xạ của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm lại những bài tập chúng ta mới làm kỹ với nhau, nhưng mà thời gian sẽ rút lại ngắn rất là nhiều và các bạn sẽ tự mình làm và tự kiểm tra các bạn nhé. Rất hy vọng các bạn chinh phục được bài tập này. Bây giờ chúng ta bắt đầu. 10 giây cho hai câu chia động từ ở trong ngoặc 1 và 2. Và đây là câu trả lời. Mười giây cho hai câu tiếp theo. Mời các bạn. Và đây là đáp án. Hai câu tiếp theo, mời các bạn 10 giây. Và đây là câu trả lời. Bây giờ bài số 2, các bạn có 10 giây để phát hiện các lỗi về văn phạm ở trong hai câu. Xin mời các bạn. Và đây là câu trả lời.
Hai câu tiếp theo, 10 giây bắt đầu. Và đáp án là hai câu tiếp theo, 10 giây bắt đầu. Đáp án là rồi, thưa các bạn, chúng ta sẽ dừng bài học hôm nay tại đây. Vậy là chúng ta đã học được tất cả 5 thì trong 12 thì của tiếng Anh rồi. Lần tới đó, chúng ta sẽ học thì Future Simple, tương lai đơn giản trong bài số 10. Hy vọng rằng các bạn thấy vấn đề càng ngày càng đơn giản. Ai mà thấy nó vẫn chưa đơn giản lắm, còn đang rối rối phức tạp thì các bạn nên quay lại những bài trước để mà nắm cho thật vững các cái căn bản của nó các bạn nhé, trước khi đi tiếp qua những thì mới. Rất hy vọng là các bạn học thấy càng ngày càng dễ, như vậy mới đúng các bạn ha. Trước khi chúng ta chia tay thì mình sẽ để trên màn hình 5 cái bảng mình soạn cho các bạn về một số các động từ bất quy tắc. Cách riêng là chúng ta cần phải học về verb 2 và verb 3. Bởi vì những động từ này mình chỉ có thể học thuộc thôi, chứ nó không có cách nào khác. Cho nên các bạn cố gắng kiên nhẫn nha. Xin chúc các bạn sức khỏe và muôn sự an lành. Bây giờ thì mình sẽ để cho các bạn các cái bảng này và mỗi bảng sẽ có 15 giây. Ai cần thêm thời gian thì có thể dừng màn hình lại để học cho kỹ. Rồi, xin mời các bạn.